Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba, ngày 6 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình sẽ có những nội dung chính sau. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, thảo luận nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Lê Hồng Phong, nhà lãnh đạo xuất sắc, kiên cường của Đảng. Phiên họp thứ hai Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022. Công bố các quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác cán bộ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 6 tháng 9, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 8 năm 2022. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2022, mặc dù tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, cạnh tranh chiến lược, biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, giá dầu biến động mạnh, giá nguyên liệu đầu vào tăng, thị trường bị thu hẹp. Ở trong nước, các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội cũng nặng nề hơn, song tình hình kinh tế xã hội vẫn đạt được các kết quả cơ bản, khá toàn diện. Kinh tế vĩ mô ổn định, kiểm soát được lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, các cân đối lớn của nền kinh tế đảm bảo, độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên, đối ngoại được tăng cường. Bên cạnh những kết quả cơ bản, vẫn còn những hạn chế yếu kém cần khắc phục như đầu tư công vẫn chậm, mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế có vướng mắc, công tác quy hoạch chưa đạt mục tiêu, một bộ phận nhân dân vẫn còn khó khăn. Những vấn đề liên quan trật tự an toàn xã hội, an ninh phi truyền thống vẫn tiềm ẩn. Thủ tướng đề nghị các đại biểu dự phiên họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, kinh nghiệm để phát biểu ý kiến đúng, trúng, đi thẳng vào vấn đề, phân tích kết quả, các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, từ đó rút ra bài học, dự báo tình hình để đưa ra các giải pháp phù hợp, khả thi, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, là nhà lãnh đạo xuất sắc, kiên cường của Đảng, đồng chí Lê Hồng Phong đã để lại tấm gương suốt đời chiến đấu vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Tinh thần kiên cường, bất khuất trước kẻ thù và sự hy sinh lẫm liệt của đồng chí làm nhiều thế hệ người cách mạng Việt Nam cảm phục. Đồng chí Lê Hồng Phong tên thật là Lê Huy Doãn, sinh ngày 6 tháng 9 năm 1902 tại xã Thông Lạc, nay là xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, trong một gia đình nông dân. 40 tuổi đời, gần 20 năm hoạt động cách mạng, tên tuổi của đồng chí Lê Hồng Phong gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng bất khuất của Đảng và dân tộc ta. Cuộc đời của đồng chí là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, tình yêu gia đình, quê hương đất nước, trọn đời hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Sau cao trào cách mạng 1930-1931 và Xô Viết Nghệ Tĩnh, các cơ sở Đảng từ trung ương đến địa phương bị tan rã, chia cắt, nhiều cán bộ chủ chốt bị thực dân Pháp giết hại, tù đày. Khi đó, khôi phục lại các tổ chức đảng là một trong những nhiệm vụ đặt lên hàng đầu và đồng chí Lê Hồng Phong đã có nhiều đóng góp quan trọng. Cuối năm 1934, hệ thống tổ chức đảng đã được khôi phục trên khắp cả nước. Cùng với Trung ương Đảng, đồng chí Lê Hồng Phong quyết định chuyển Mặt trận Nhân dân Phản đế Đông Dương thành Mặt trận Dân chủ Thống nhất Đông Dương. Năm 1939, bị thực dân Pháp bắt giam, không khuất phục trước đòn roi của kẻ thù, đồng chí Lê Hồng Phong vẫn luôn sát cánh cùng các chiến sĩ cộng sản, kiên cường, bí mật tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chính trị, giữ vững niềm tin son sắt, một lòng tin tưởng ở thắng lợi vẻ vang của cách mạng. Sự đóng góp vô giá của các vị cách mạng tiền bối, trong đó có đồng chí Lê Hồng Phong, sẽ mãi là những tấm gương tiêu biểu của ý chí kiên cường và tinh thần, đạo đức cách mạng sáng ngời, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong là dịp để chúng ta tri ân công lao đóng góp to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đồng thời tuyên truyền giáo dục chính trị, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên. Cuộc đời của đồng chí là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, tình yêu gia đình, quê hương đất nước, trọn đời hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Những đóng góp to lớn, sự hy sinh cao cả, đạo đức trong sáng của đồng chí sống mãi trong lòng nhân dân. Học tập noi gương đồng chí Lê Hồng Phong và các bậc cách mạng tiền bối, cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan đơn vị, tỉnh Sơn La đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Sáng nay,
Ngày 6 tháng 9, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã chủ trì phiên họp thứ hai đánh giá hoạt động 9 tháng năm 2022, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm. Dự phiên họp có đồng chí Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh. 9 tháng đầu năm 2022, phong trào thi đua của tỉnh được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tổ chức thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, có nhiều đổi mới sáng tạo, được đông đảo tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia. Tiêu biểu là các phong trào thi đua thực hiện chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, Sơn La chung sức xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, cùng nhiều phong trào có tính lan tỏa trong xã hội. Qua tổ chức thực hiện, các phong trào thi đua đã phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực. Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Các ngành đã quan tâm hơn trong việc khen thưởng cho tập thể, người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác và những trường hợp lập được thành tích tiêu biểu xuất sắc, đột xuất. Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã thảo luận và bỏ phiếu kín danh sách tập thể cá nhân thuộc ngành giáo dục đào tạo tỉnh đề nghị khen thưởng cấp nhà nước và cấp tỉnh năm học 2021-2022. Đề nghị tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 đối với một cá nhân của tỉnh Sơn La. Những tháng cuối năm 2022, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới công tác thi đua khen thưởng, thực hiện công khai, dân chủ, đảm bảo đúng quy trình và tiêu chuẩn quy định, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên địa bàn tỉnh. Sáng nay, ngày 6 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La đã tổ chức lễ công bố các quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc điều động bổ nhiệm viên chức quản lý đối với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh, Thường trực Huyện ủy Mộc Châu. Tại hội nghị, Sở Nội vụ đã công bố quyết định số 1797 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về bổ nhiệm ông Trần Đức Thuận, Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, giữ chức vụ Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh. Thời gian giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày 31 tháng 8 năm 2022. Quyết định số 1798 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về điều động bổ nhiệm ông Long Trung Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mộc Châu, nhận công tác tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Quỹ, thời gian bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 31 tháng 8 năm 2022. Phát biểu chúc mừng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Công đề nghị các đồng chí được bổ nhiệm, điều động trên cương vị mới sẽ tiếp tục nâng cao năng lực, phấn đấu rèn luyện hơn nữa, phát huy hết khả năng cùng với tập thể lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chiều ngày 5 tháng 9, Hội đồng Nhân dân huyện Mộc Châu khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 5 thông qua một số dự thảo nghị quyết liên quan đến quy hoạch Mộc Châu đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và năm 2050, thông qua nghị quyết về công tác cán bộ. Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, xem xét thông qua 7 dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư lân cận, trung tâm du lịch trọng điểm thị trấn nông trường Mộc Châu, phương án phân bổ nguồn kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 đợt 2, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 đợt 3, phân bổ nguồn vốn chi sự nghiệp kinh tế khác, phân bổ kinh phí cho các cơ quan đơn vị thực hiện nhiệm vụ đợt 4, chủ trương đầu tư dự án điện nông thôn trên địa bàn huyện Mộc Châu giai đoạn 2022-2025, quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Mộc Châu. Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu đã thông qua nghị quyết về công tác cán bộ, bầu đồng chí Lê Trọng Bình, Phó Bí thư Huyện ủy, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mộc Châu khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026. Sáng ngày 6 tháng 9, huyện Mộc Châu đã khai mạc Hội thi Dân vận khéo năm 2022. Thông qua hội thi nhằm góp phần nâng cao kiến thức năng lực xử lý tình huống trong thực hiện công tác dân vận ở cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là những nội dung về thực hiện xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước,
đồng thời tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong công tác dân vận. Đây cũng là dịp để cán bộ dân vận ở cơ sở tăng cường giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, khuyến khích, phát huy tinh thần sáng tạo, cổ vũ động viên, nhân rộng các điển hình, mô hình dân vận khéo. Trước bối cảnh dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác mới phát sinh có diễn biến phức tạp, khó lường, hiện nay nhiều cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập ở trung ương, địa phương vẫn còn tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế, ảnh hưởng đến việc bảo đảm quyền lợi của người dân khi khám bệnh, chữa bệnh. Để làm tốt công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện số 778 ngày 5 tháng 9 năm 2022 về việc bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế để phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh. Theo đó, yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý, bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị y tế, phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân và chịu trách nhiệm theo thẩm quyền trước các quy định của Đảng, Nhà nước, nếu để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế thuộc quyền. Đẩy mạnh và quản lý chặt chẽ việc tổ chức mua sắm, đấu thầu, bảo đảm công khai, minh bạch, khoa học, hiệu quả, tránh lãng phí và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính phối hợp khẩn trương ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản để kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế, rà soát cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính rườm rà gây phiền hà khó khăn cho việc thực hiện thủ tục mua sắm thuốc, trang thiết bị, sinh phẩm phục vụ khám chữa bệnh. Kịp thời hướng dẫn các đơn vị địa phương thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế theo thẩm quyền, tránh tình trạng đùn đẩy, né tránh, không dám chịu trách nhiệm. Xây dựng dự toán mua sắm, thuê tài sản, cung cấp thiết bị sau khi trúng thầu hóa chất, sinh phẩm và quản lý sử dụng phí cấp phép lưu hành đối với các sản phẩm hàng hóa thuộc lĩnh vực y tế, hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2022. Năm 2022, thành phố Sơn La được giao quản lý 355 tỷ 299 triệu đồng tổng vốn kế hoạch đầu tư công, trong đó ngân sách tỉnh hơn 168 tỷ 370 triệu đồng, ngân sách thành phố gần 186 tỷ 930 triệu đồng. Triển khai kế hoạch đầu tư công, ngay từ đầu năm, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo các xã phường, cơ quan đơn vị tập trung điều hành các dự án đầu tư nguồn vốn ngân sách đảm bảo tuân thủ các quy định. Đôn đốc các chủ đầu tư tập trung giải ngân thanh toán niên độ ngân sách năm 2021 gắn với rà soát, đề xuất thu hồi, chuyển nguồn sang năm 2022, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công đợt 1, 2, 3, đẩy mạnh thi công theo tiến độ chuyển tiếp. Bên cạnh đó, thành phố đã tập trung đôn đốc triển khai các dự án giao thông trọng điểm phục vụ mở rộng không gian phát triển đô thị, kết nối nội thành, trung tâm xã, chỉnh trang đô thị, trụ sở cơ quan nhà nước, trường học. Hướng dẫn tổ chức triển khai đầu tư 119 công trình theo hình thức nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ, với tổng mức đầu tư khoảng 46 tỷ đồng. Hiện nay, các xã phường đang triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển khai thi công. Đến hết tháng 8 năm 2022, tỷ lệ giải ngân thanh toán các nguồn vốn đầu tư của thành phố mới đạt 39,67%, tương đương 140 tỷ 965 triệu đồng. Để đảm bảo giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư công năm 2022, thành phố tiếp tục chỉ đạo đôn đốc nhà thầu tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục, công trình đảm bảo đúng chất lượng thiết kế và giải ngân thanh toán các nguồn vốn đúng tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quản lý điều hành kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, đẩy mạnh công tác quản lý thanh toán, quyết toán các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Đến năm 2025, tỉnh Sơn La phấn đấu hoàn thành 3.124 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài trên 1.600 km. Đến nay, tỉnh Sơn La có trên 8.500 km đường liên bản, thôn xóm, đường nội đồng đã được cứng hóa. Toàn tỉnh đã có 72 xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Trong đó có 53 xã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Ngoài nguồn hỗ trợ của nhà nước, nhân dân các địa phương đã hiến hàng nghìn mét vuông đất cùng hàng nghìn ngày công lao động để xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn. Nhờ đó, mạng lưới giao thông nông thôn đã từng bước đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương buôn bán của người dân, đặc biệt là tại các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn. Trong giai đoạn 2020-2025, tỉnh Sơn La phấn đấu hoàn thành 3.124 tuyến đường, tổng kinh phí dự kiến trên 2.300 tỷ đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 1.250 tỷ đồng. Nhân dân đóng góp 1.075 tỷ đồng. Thông qua việc hiến đất, ngày công lao động, vật liệu xây dựng,
hàng năm phấn đấu hoàn thành từ 10 đến 15 xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông, tiếp tục hoàn thành mục tiêu cứng hóa 100% đường đến trung tâm xã. Để hoàn thành mục tiêu này, tỉnh Sơn La sẽ cân đối, phân bổ nguồn vốn hợp lý từ các nguồn của trung ương, địa phương và các chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời huy động nguồn kinh phí xã hội hóa để tiếp tục đầu tư xây dựng các tuyến đường kết nối vào các vùng sản xuất, xây dựng các cầu dân sinh phục vụ việc đảm bảo an toàn giao thông cho đồng bào dân tộc thiểu số. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Ngành thuế Sơn La tích cực thực hiện góp phần vào chương trình chuyển đổi số quốc gia, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế. Sơn La xây dựng thí điểm mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư. Tính đến hết tháng 8 năm 2022, toàn tỉnh Sơn La đã hoàn thành việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho trên 40.300 chủ rừng với tổng số tiền trên 220 tỷ đồng. Tỷ lệ chi trả không dùng tiền mặt đạt 99,6%. Để hoàn thành mục tiêu trên, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị cấp tỉnh giữa Quỹ, Chi cục Kiểm lâm và Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố. Qua đó, các bên thống nhất phương án để xác định diện tích chi trả, tổ chức rà soát toàn bộ diện tích để tiến hành chi trả, tập trung đôn đốc các nguồn nợ động, đồng thời phối hợp với các ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức thanh toán thông qua tài khoản, hạn chế dùng tiền mặt. Trong thời gian tới, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La sẽ tập trung thực hiện 4 bước công khai, gồm công khai diện tích, công khai dự kiến số tiền chi trả, công khai danh sách số tiền chi trả và công khai chế độ chi trả. Đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra đối với các chủ rừng là cộng đồng trong việc sử dụng hiệu quả, hợp lý nguồn tiền, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng và triển khai quy chế quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng tại thôn, bản, tại các địa phương. Thưa quý vị và các bạn, vào tháng 2 năm 2022, Tổng cục Thuế đã chính thức đưa ứng dụng thuế điện tử cho thiết bị di động ETAG Mobile vào hoạt động. Đây được đánh giá là dấu ấn quan trọng nhằm góp phần xây dựng một xã hội số minh bạch hơn, thuận tiện và giảm thời gian, chi phí cũng như những rủi ro cho người dân, doanh nghiệp. ETAG Mobile là một trong những ứng dụng mới tương thích tốt trên cả hai nền tảng phổ biến là iOS và Android. Dễ sử dụng và đáp ứng tốt nhu cầu tra cứu các vấn đề liên quan như thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế đất, tiền thuê đất, đồng thời cho phép thực hiện nghĩa vụ thuế trực tuyến. Đối tượng chủ yếu sử dụng ETAG Mobile bao gồm hộ kinh doanh, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, cá nhân có phát sinh nghĩa vụ nộp thuế liên quan đến hoạt động cho thuê tài sản, thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất đai, nộp lệ phí trước bạ. Về phía cơ quan thuế thì triển khai ETAG Mobile này là một cái tiền đề rất quan trọng để mà hướng tới cái chuyển đổi số và giảm cái thanh toán bằng tiền mặt trong quản lý thuế, cũng như là góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa ngành thuế bằng việc cung cấp nhiều cái dịch vụ điện tử cho người nộp thuế, góp phần hiện thực hóa cái mục tiêu chuyển đổi số cũng như là cái đề án thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam. Để triển khai ứng dụng này, Cục Thuế tỉnh Sơn La đã thành lập ban chỉ đạo trực tiếp thực hiện triển khai ứng dụng như tuyên truyền hướng dẫn cho người nộp thuế cài đặt sử dụng ứng dụng, theo dõi đôn đốc khuyến khích người nộp thuế đăng ký giao dịch điện tử và ứng dụng ETAG Mobile. Tích cực phối hợp với chính quyền các phường, xã tổ chức các đợt tập huấn tuyên truyền hướng dẫn người nộp thuế cài đặt và sử dụng. Đến nay, toàn tỉnh đã có trên 7.000 tài khoản giao dịch điện tử. Qua cảm nhận của tôi thì tôi thấy là rất là tiện lợi cho chúng tôi. Ví dụ như chúng tôi có thể tra cứu thuế ở bất kể thời gian nào. Ví dụ như là đêm tôi cũng có thể tra cứu được cái mức thuế của tôi hoặc cái hồ sơ thuế của tôi. Được ngành thuế hướng dẫn thì tôi cũng đã sử dụng cái dịch vụ này thì tôi cũng thấy rất là tiện lợi. Cái thứ nhất là mình tiết kiệm được thời gian. Xong rồi cái thứ hai là mình không phải đi lên phòng thuế hay kho bạc để nộp tiền. Tuy nhiên với đặc thù là tỉnh miền núi như Sơn La, việc tiếp cận với công nghệ của người dân còn nhiều hạn chế nên quá trình vận động người nộp thuế sử dụng ứng dụng ETAG Mobile còn gặp nhiều khó khăn. Về cái triển khai cái ứng dụng ETAG Mobile trên địa bàn thì cũng có tại Sơn La thì cũng gặp một số những cái khó khăn, đặc biệt là đối với các hộ kinh doanh còn chưa có cái còn ngại thay đổi đối với tiếp cận cái công nghệ mới, nên chính vì vậy cái việc tuyên truyền cũng như việc vận động đối với hộ kinh doanh thực hiện cái ETAG Mobile cũng còn gặp những cái khó khăn. Để đẩy mạnh triển khai ứng dụng ETAG Mobile, Cục Thuế tỉnh Sơn La đã giao chỉ tiêu thực hiện tỷ lệ đăng ký tài khoản và nộp thuế điện tử cho từng phòng, chi cục thuế khu vực, qua đó tích cực vận động các hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng ứng dụng này,
từ đó giúp cho người nộp thuế rút ngắn thời gian cũng như thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước kịp thời. Đây cũng là nội dung mà ngành thuế đã và đang tích cực thực hiện, góp phần vào chương trình chuyển đổi số quốc gia, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế. Thưa quý vị, trước sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số đang được hình thành trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực kinh doanh bán lẻ. Thực tế cho thấy, việc thực hiện ứng dụng công nghệ số đã mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực, bảo đảm doanh thu, gia tăng lợi nhuận cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh. Chị Nguyễn Thị Diệp Anh, người thường xuyên có thói quen đi siêu thị để mua sắm thực phẩm, đồ dùng thiết yếu cho gia đình. Nếu như trước đây phải mất nhiều thời gian để đến siêu thị chọn đồ, thì nay chị sẽ chỉ cần lựa chọn đồ mình muốn trên điện thoại mà không cần mất thời gian để đến siêu thị. Mình thì là một người rất là hay đi siêu thị. Thế nhưng mà từ ngày mà xuất hiện cái app của bên Vinmart ấy, thì là mình thấy rất là tiện ích, bởi vì là mình không mất cái thời gian để đi lên siêu thị và mình có thể thanh toán mọi cái hàng hóa của mình. Và đặc biệt là ở bên Vincom là các bạn ấy có cái phần gửi về giao hàng về tận nơi rất là tiện. Sau khi những khách hàng như chị Diệp Anh lựa chọn dịch vụ mua hàng online, thì nhân viên siêu thị sẽ lựa chọn những món đồ khách hàng yêu cầu, sau đó chuyển phát đến tận địa chỉ cho người mua. Nhờ ứng dụng công nghệ số mà khách hàng mua sắm tại siêu thị qua dịch vụ online nhiều hơn, mà người mua thì cũng không mất thời gian và công sức để có được thứ mình cần. Dịch vụ giao hàng tại nhà của bên siêu thị chúng tôi được triển khai từ bắt đầu mở siêu thị. Mỗi ngày trung bình ngày thường thì tầm 5 đến 60 đơn và những giờ cao điểm như cuối tuần thì sẽ là gần 100 đơn. Chuyển đổi số trong ngành bán lẻ thực chất là việc chuyển đổi cách thức vận hành, bán hàng và quản lý các đơn vị bán lẻ từ hình thức truyền thống sang môi trường công nghệ số. Trong đó, từ khâu bán hàng, tiếp cận khách hàng đến ứng dụng công nghệ 4.0. Nhờ đó, đối tượng khách hàng không hạn chế, thị trường tiêu thụ hàng hóa được mở rộng, hệ thống cửa hàng Winmark được xem là một trong những đơn vị đi đầu và thành công trong việc thực hiện chuyển đổi số. Thông qua công nghệ số, hệ thống cửa hàng đã tạo thói quen mua sắm hàng hóa tiêu dùng thiết yếu cho người tiêu dùng. Hiện nay siêu thị Winmart chúng tôi thì đang chuyển đổi, thực hiện chuyển đổi số gồm có 3 lĩnh vực. Đó là lĩnh vực thứ nhất thì sẽ sử dụng smartphone để quét mã QR code để truy xuất nguồn gốc xuất xứ của tất cả các sản phẩm đang được siêu thị kinh doanh. Và thứ hai là sẽ là quẹt thẻ, tức là thanh toán quẹt thẻ trên POS của ngân hàng. Và thứ ba là thực hiện là đi chợ hộ online, hay nói cách khác là đi chợ hộ online để giúp cho cái khách hàng sẽ dễ dàng mua sắm. Khảo sát thực tế cho thấy chuyển đổi số trong lĩnh vực bán lẻ đang mang lại nhiều lợi ích cho cả người bán lẫn khách hàng, như ứng dụng công nghệ giúp thanh toán nhanh, giảm chi phí nhân công và quảng bá. Khách hàng dễ dàng kiểm tra thông tin sản phẩm qua hệ thống check mã QR, không mất quá nhiều thời gian vào tìm kiếm, lựa chọn sản phẩm. Việc ứng dụng nền tảng công nghệ số vào quản lý kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ sở bán lẻ trên địa bàn tỉnh không chỉ góp phần tiêu thụ hàng hóa thuận lợi mà còn thúc đẩy ngành thương mại dịch vụ phát triển ổn định. Ngày 31 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành công văn số 3329 chỉ đạo các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố quan tâm và tạo điều kiện cho sự chung tay của cộng đồng, xã hội, bố trí kinh phí, vận động nguồn lực từ các tổ chức cá nhân để thăm tặng quà trung thu và trao tặng học bổng cho trẻ em. Trong đó, quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em mồ côi, trẻ em sống trong các cơ sở bảo trợ xã hội, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh gia đình kinh tế khó khăn và trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tổ chức các hoạt động vui Tết Trung Thu mang bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc, phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương, đảm bảo an toàn, lành mạnh, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục vận động, đóng góp quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh, quan tâm hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại cộng đồng, trẻ em ở các cơ sở bảo trợ xã hội, trẻ em thuộc gia đình người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em sinh sống vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh phối hợp với các đơn vị tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em, nhất là tại các địa phương. Đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ căn cước công dân gắn chip, tài khoản định danh điện tử, đồng thời giúp người dân được tiếp cận với các tiện ích trên thẻ căn cước công dân,
tài khoản định danh điện tử trong giao dịch, thực hiện các thủ tục hành chính, góp phần quan trọng trong thực hiện các mục tiêu chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ của công dân theo mục tiêu đề án 06 của Chính phủ đề ra. Đó là nội dung chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nêu tại công văn số 3312/2022. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm như sau. Tăng cường quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan đơn vị, địa phương về chủ trương cấp thẻ căn cước công dân gắn chip, những tiện ích mang lại khi sử dụng thẻ căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử trong giao dịch, thực hiện thủ tục hành chính. Công an tỉnh chỉ đạo công an huyện, thành phố tập trung lực lượng đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung về làm sạch dữ liệu dân cư, thành lập các tổ công tác cấp căn cước công dân lưu động trên địa bàn toàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành thu nhận hồ sơ căn cước công dân cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh trước ngày 30 tháng 9 năm 2022 theo chỉ đạo của Bộ Công an. Thưa quý vị, Công an tỉnh Sơn La đã ban hành kế hoạch xây dựng thí điểm mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư với mục tiêu tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Thông qua việc xây dựng điểm mô hình cụm dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy đã khuyến khích và đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tháng 8 vừa qua, Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, nhóm liên gia tự quản số 10, tổ 12, phường Trình Lề, thành phố Sơn La được thành lập. Tổ có nhiệm vụ triển khai thực hiện tốt các quy định về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại địa bàn, đồng thời là lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ, được trang bị kỹ năng chữa cháy, đảm bảo an toàn cho khu dân cư trong suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhóm liên gia chúng tôi đã tổ chức được một nhóm 6 nhà để lắp các thiết bị phòng cháy liên thông trong gia đình để khi mà xảy ra cái sự cố như cháy nổ thì thông báo cho nhau nó kịp thời để cùng nhau hỗ trợ để cái công tác cứu nạn cứu hộ phòng chữa cháy nó đạt hiệu quả cao hơn. Tôi cũng là một trong những 6 hộ đóng trên địa bàn kinh doanh của chợ trung tâm tham gia công tác tổ liên gia tự quản về phòng cháy chữa cháy thì cũng đồng hành với các hộ được đầu tư, quan tâm và đầu tư các thiết bị phòng cháy chữa cháy, thường xuyên tuyên truyền cho công nhân viên về sự quan trọng trong phòng cháy chữa cháy. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 12 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại 12 huyện, thành phố. Khi tham gia tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy thì mỗi hộ gia đình cam kết thực hiện tốt các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy như bố trí mặt bằng, hệ thống điện, bếp đun nấu, nơi thờ cúng, bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy. Thành viên trong các hộ gia đình chủ động học tập, nghiên cứu kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, biết cách sử dụng phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, biết cách thoát nạn khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Địa bàn phường với khu vực chợ trung tâm có nhiều nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Vì vậy trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường công tác kiểm tra, nắm tình hình và thực hiện các cái quy định về phòng cháy chữa cháy để góp phần đảm bảo an toàn, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường Trường Lề nói riêng và địa bàn thành phố Sơn La nói chung. Mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy được xây dựng nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên, nhân dân trên địa bàn chấp hành quy định của luật phòng cháy chữa cháy, tuyên truyền vận động người dân tự trang bị phương tiện, thiết bị về phòng cháy chữa cháy tại gia đình, xây dựng và củng cố lực lượng phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư, cơ sở kinh doanh, hộ gia đình, từ đó nâng cao tính chủ động và khả năng sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống cháy nổ xảy ra. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.